Hello, thì mấy hôm trước đó, một số bạn cũng có hỏi Hân là những cái ngày đầu mà mình thay cái cặp khay mới á, là có thấy khó chịu, có bị ê, có bị cảm giác như là kiến cắn trong răng hay không? Thì thật ra thì những cái ngày đầu thay khay á, thì do cái lực kéo nó rất là mạnh á, cảm giác là cái hàm nó rất là khít so với răng, cho nên là đương nhiên là cái cảm giác khó chịu là không thể tránh khỏi. Nhưng mà Hân có một số những cái tip nhỏ để giúp cho các bạn làm dịu cũng như là giảm cái cảm giác khó chịu ở trong răng khi mà mình thay cái cặp khay tiếp theo ở những ngày đầu tiên ha. Thì đầu tiên á, là thí dụ như là tới cái ngày thay khay thì Hân sẽ không có thay vào ban ngày, mà mình sẽ thay vào cái buổi tối trước khi đi ngủ. Thì trước khi đi ngủ mình sẽ mang khay vào mình đi ngủ, tới sáng thì cái cảm giác mà ê hay là khó chịu nó sẽ giảm, bởi vì trong cái lúc mình ngủ thì mình sẽ không có cảm giác được cái sự khó chịu đó ha. Và trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì Hân cố gắng là đeo khay nhiều nhất có thể. Bình thường thì Hân đeo khay là 22 tiếng một ngày, nhưng mà đối với những ngày đầu tiên thì Hân sẽ mang nhiều hơn nữa, thường sẽ là 23 tiếng. Hân chỉ ăn những cái loại thức ăn mềm và tháo khay ra trong khoảng thời gian rất là ngắn ha, chỉ khoảng chưa tới nửa tiếng cho một lần tháo tháo khay để ăn như vậy, thì chưa tới nửa tiếng. Thì mình càng đeo nhiều vào những cái ngày đầu á, thì cái cảm giác mà mình khó chịu nó sẽ giảm nhanh hơn. Hơn cảm thấy như vậy á. Với lại ngày đầu tiên thì Hân sẽ uống những cái nước mà nó hơi mát, thì Hân sẽ cho nước lọc vào trong tủ mát và Hân uống cái nước đó, thì cái cảm giác lạnh nó sẽ làm cho răng của mình nó bớt cái cảm giác khó chịu khi mà mình đeo khay ha. Ngoài ra thì Hân cũng xúc nước muối sinh lý thường xuyên hơn. Bình thường thì Hân xúc là 3 ngày, 3 lần, chứ không phải 3 ngày, 3 lần trong các bữa ăn. Khi mình đánh răng xong Hân sẽ xúc bằng nước muối sinh lý. Nhưng mà đối với những cái ngày mà mình đeo đầu tiên á, thì Hân sẽ súc miệng thường xuyên hơn. Đó, Hân súc miệng vẫn để khay như vậy, và Hân súc miệng bằng nước muối sinh lý, sau đó Hân nhổ ra và súc lại bằng nước sạch. Thì thường nha, thường tại vì Hân cũng mới mới đeo thôi, cho nên là những cái cặp khay đầu tiên Hân cảm thấy là nó rất là hữu hiệu khi mà Hân làm những cách đó. Còn những cái sau này thì Hân không biết là cái cảm giác nó có khó chịu hơn, nó có bức bối hơn hay không, nhưng mà khi mà Hân thực hiện những cách đó thì Hân cảm thấy là cái cảm giác nó là dễ chịu. Và thường á, là cảm giác ê mỏi và căng tức khó chịu á, nó chỉ diễn ra chưa tới nửa ngày nữa. Chưa tới nửa ngày là nó đã hết cái cảm giác đó rồi. Tức là sang ngày thứ hai thì Hân đã cảm thấy nó dễ chịu hơn nhiều, nó không còn căng hay là tức hay là mỏi cái hàm khi mà mình đeo cái cặp khay mới nữa. Đó, giờ Hân nhắc lại nha, mình có những tips sau. Đầu tiên đó là mình sẽ đeo khay vào buổi tối ha, trước khi đi ngủ vào cái ngày mình thay khay. Thứ hai đó là mình sẽ đeo khay nhiều nhất có thể, thường là 23 tiếng ha. Và mình sẽ ngậm súc nước muối sinh lý thường xuyên, và mình uống nước nước mát để trong tủ lạnh. Đó, thì những cái việc này sẽ làm cho giảm cái cảm giác ê buốt, tức khó chịu trong những cái ngày đầu thay khay ha. Hân hy vọng là những cái tip nhỏ của Hân sẽ giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye.